Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận đấu đỉnh cao trong vòng 13 của giải cờ tướng World Cup hiện tại 2022. Trong ván cờ đầu tiên, bên đỏ đi tiên là danh thủ Ung Dương và người cầm bên đen là chiến thần Vương Thứ Nhất. Chứ. 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 Chứ.
军。吃。吃。将军。吃。吃。吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho thoái xe đến từ bên đen của vương, thì trong bối cảnh trên đối bên đứng hoặc cờ. Sau đây xin mời các bạn đón xem ván cờ chớp của đối bên. Đây là ván cờ mà vương anh sẽ cầm bên đỏ đi tiên và uông dương anh sẽ cầm bên đen.吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。
và tiếp theo sang phần cờ cho nhất bình năm. Thì trong bối cảnh trên, đối bên đứng vào cờ, các bạn thấy ngay đánh tiếp vật vào qua là phần cờ bình năm tiến một ngay, hình cờ là cân bằng trong bối cảnh trên. Sau đây xin cứ mời các bạn cùng đón xem ván cờ chấp sinh tử của đôi bên. Đây là ván cờ mà vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên, bắt buộc phải chấp hoa bên đen của danh thủ Hùng Dương nếu hoa là đỏ thua. Xin cứ mời các bạn cùng đón xem.吃吃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 吃
吃。吃。吃。吃。吃。
将军。吃。将军。Và tiếp theo sau phần cờ cho bay mã qua để chém sĩ đến từ bên đen của anh Hùng Dương, thì trong bối cảnh trên, bên đỏ cũng hết thời gian và bị xử thua do dụng kim. Các bạn thấy ngay dù còn thời gian, đây vẫn hình cờ mà bên đen có phần phản tiên và bên đỏ đặc biệt không thắng được trong hình cờ như vậy. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.